Hello, chào mừng các bạn quay lại series học WordPress cơ bản của sản com Ở phần trước chúng ta đã soạn thảo được một cái post Và mỗi lần chúng ta lưu nháp lại Có thể là bạn sẽ thấy bối rối nếu lỡ tay làm hỏng một cái nội dung đã viết Đúng không? Tuy nhiên, về vấn đề này các bạn không cần quá bận tâm trong WordPress Tại vì bản thân trong WordPress Nó đã có một cái tính năng giúp bạn lưu lại lịch sử các bạn thay đổi trong WordPress Đó là tính năng Revision Mà mình sẽ nói kỹ hơn ở trong cái phần này cái chức năng Refine này nghĩa là một cái tính năng mà nó sẽ tự động sao lưu bản sao của bài viết qua mỗi lần các bạn ấn nút Save Wrap tức là lưu nháp lại đó. Bây giờ mình sẽ vào phần Dashboard. Mình vào phần Post. Mình vào On Post để mà xem những tất cả những bài viết của mình. Bây giờ mình vào cái post mà mình vừa mới tạo ở phần trước. Và bây giờ chúng ta viết một cái gì đó đi. Mình thêm cái này cho nó dễ nhận biết ha. Chain update. Và mình thêm cái này cho nó dễ, dễ dàng nhận biết. Rồi. Bây giờ chúng ta muốn khôi phục lại không thì chúng ta có thể ấn nút control Z đúng không? À. Đó. Nhưng mà bây giờ sau khi mình ấn lưu nháp lại, mình ấn uh, update tại vì chúng ta đã đăng rồi, chúng ta không thể lưu lại. Đúng không? Thì lúc này các bạn ấn control Z nó không được nữa. Đó. Chúng ta ấn nó không được nữa tại vì chúng ta đã uh, refresh là cái trang rồi. Nhưng mà bây giờ mình muốn khôi phục lại cái trạng thái hồi trước thì sao? Đó là chúng ta sẽ sử dụng chức năng revision. Bây giờ mình kéo lên trên, mình sẽ thấy cái phần là revision. Cái số 3 của nó nghĩa là chúng ta có 3 phiên bản nó lưu trữ lại. Mình ấn nút vào vào để xem. Thì bạn thấy là Trong đây là nó sẽ hiển thị những cái phần lưu trữ. Thì bạn thấy là bên tay trái là cái nội dung của phiên bản trước đó và bên tay phải là cái nội dung của phiên bản hiện tại. Bạn thấy là chúng ta có phần này nó khác với phần này, cái phần này nghĩa là chúng ta đã làm ở phần trước. Bây giờ mình muốn khôi phục phần này, mình kéo lại, mình kéo lại, đó. thì, thì mỗi khi mà mình kéo lại, thì cái phần à, nội dung hiện tại nó sẽ thay đổi đi. Ví dụ như mình kéo xuống đây, thì nó sẽ khôi phục lại cái phần này. Mình kéo lên đây, thì nó sẽ khôi phục lại phần này. Còn mình muốn giữ nguyên, thì mình kéo lên, thì nó sẽ như thế này. Ví dụ như mình muốn thay đổi là cái trạng thái hồi trước, thì mình kéo qua cái này thì dĩ nhiên những cái chữ mà mình viết ở dưới á nó đã biến mất đi mình ấn restore lại thì mình thấy là bây giờ nó sẽ thông báo chúng ta đã khôi phục lại à, mình thêm nội dung nó đã quay lại là đúng không này thì đó là chức năng revision cũng đơn giản dễ hiểu đúng không ok và mình sẽ gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo